Các bạn trở lại với clip review sách của mình. Hôm nay mình sẽ nói về cuốn Những giấc mơ ở tiệm Morisaki của tác giả Satoshi. Thì giống như tên ông tác giả của Bitcoin này, hay là cuốn sách của Nhã Nam xuất bản ha. Và cái bìa thiết kế nó cũng rất là phù hợp với cái phong cách mà cái tiệm sách cũ ở đây. Thì nó có cái màu thời gian nó rất là cũ kỹ, nhưng mà nhà cái nét này cũng rất, nhìn cái này có cảm hứng nghĩ tới cái cuốn Tiệm tạp hóa Nabiya, nhưng mà đó cũng kiểu vậy, nhưng mà Nabiya màu sắc tươi sáng hơn. Cái 25 tuổi thất thất tình thất nghiệp rồi, trong thời gian gọi là đi rảnh rỗi, đi gọi là điều trị tâm hồn tâm sinh lý của mình, thì tới cái khu gọi là phố sách, giống như ở ngoài Hà Nội có mấy con phố hàng sách, hàng hàng gì đó, hàng mã gì đó, thì ở đây khu phố toàn với hiệu sách với nhau. Thì cái ông có ông cậu ở đây bắt đầu xảy ra những câu chuyện mà từ khi cô ấy làm cho cái làm thêm part time ở cái tiệm sách này, và trải qua những cái cuộc gặp gỡ với những cái vị khách ở đây. Câu chuyện xoay quanh cái công việc mà kinh doanh sách này, thì cái cuốn sách này nó miêu tả khá là hay. Nói chung cuốn sách này mang thông điệp rất là kiểu chữa lành tâm hồn này cho ai đang kiểu trong thời kỳ mà gọi là cũng giống như cô gái này cũng suy sụp tinh thần hay là gì đó, đang lầm rồi mất phương hướng trong cuộc sống gì đó, thì nên đọc cuốn sách này rất là nhẹ nhàng, nó không có quá gọi là kịch tính lắm đâu. Có chút xíu cơ gọi là cao trào khúc cuối thôi, nhưng mà đại khái cuốn này tổng thể thì nó rất là nhẹ nhàng, văn phong cũng rất là đọc, cũng nó có tính gợi mở về tính tưởng tượng lắm. Các bạn đọc cái cuốn này thì bạn sẽ có cái cảm nhận rất giống mấy cái bộ phim điện ảnh hay là mấy cái bộ movie anime của Nhật á. Một cái phong cách của người Nhật họ làm, nó cái câu chuyện nó rất là nhẹ nhàng, nó không có gì gọi là sống động, nhưng mà bạn đọc thì nó trong đó nó có chứa rất là nhiều cái gọi là thông điệp sâu xa trong này, nó kiểu rất là thông điệp về cuộc sống, thông điệp về giá trị cuộc sống này nọ đó. Và đó là cái cuốn này, mình thấy bạn nào đang cần một cái gì đó refresh cho cái cuộc sống mình, cần cái gì đó để là gọi là chữa lành tâm hồn của mình, thì đọc qua cái cuốn sách này sẽ có thể biết được tới những cái thế giới của những người yêu sách, đặc biệt là mấy người có niềm đam mê mãnh liệt với sách cũ, mấy cái những tựa sách mà nó gắn liền với thời gian, nó có giá trị với người đọc đó. Thì những người này họ gọi là vui mà công nghệ bắt đầu có internet và có bắt đầu mấy cái nội dung số, mình có Kindle này nọ, nhưng mà người ta vẫn trung thành với những cái tựa sách cũ. Có những người họ lưu tới những cái tiệm sách chỉ để coi thôi, cũng không có hẳn là ta mua. Mặc dù đó cái ngành mà nó cũng đang bị gọi là đi vào ngõ cụt, nhưng mà vẫn có một số lượng người rất là có tình yêu mãnh liệt cho sách. Thì là khá là hứng thú với cuốn sách này, một cái lĩnh vực mà ở Việt Nam mình nó mấy cái tiệm cho thuê truyện tranh cũ thì nó giống như là đã bị gọi là đào thải khỏi cái xã hội Việt Nam rồi, nhưng mà ở Nhật Bản thì vẫn còn có một số cái cửa hàng nó người ta vẫn kinh doanh sách cũ, rất là khá là hay, một cái nét văn hóa mà nó cần được duy trì. Thì nói về sách thì có cuốn này đề cao rất là nhiều về thông điệp con người, tình gia đình, vợ chồng, xã cậu cậu cháu gì đó. Đó, các bạn nên đọc cuốn này rất là hay. À, và ai có đang mất cái niềm tin vào tình yêu thì cũng nên đọc cuốn này. Tại vì thông qua cô gái này, cô gái nhân vật chính của cái cuốn truyện này, thì bạn sẽ biết có một cái động lực, có một cái niềm tin vào tình yêu mới kế tiếp sẽ xảy ra với mình, nó cũng rất là hay. Và một số câu chuyện nó cảm động bên lề cái cửa sinh tử chút xíu thì đó là ý kiến của mình sau khi mình đọc xong cái cuốn này. Bạn nào thấy có đồng quan điểm với mình, hoặc là bạn thích cái video này, cho mình xin một like và share tới với người nào đó bạn cần thấy chia sẻ cái nội dung này. Và đừng quên cho mình nút subscribe, chuông thông báo đăng ký kế bên để mình có thêm động lực để cho ra thêm những cái video mới nhất về những cái review sách như thế này. Đáng đi đọc. Và những cái ngày mà giống như là nếu bạn đang bị cách ly chẳng hạn, hay là bạn bị bế đi 14 ngày và bạn đem vô trong bệnh viện cách ly, cuốn này đọc cũng rất là chữa lành tâm hồn của bạn nếu như bạn đang cảm thấy bế tắc về cuộc sống mình.